Chào toàn thể các bác nhá, đến hẹn lại lên thì hôm nay là ngày 15 tháng 4 năm 2023. Thì em tiếp tục lên cho bác những 2024 nhá. Em tiếp tục lên cho bác những cái clip mới này. Thì hôm nay sẽ lên cho bác cái lô máy cắt cỏ thì vẫn như thường lệ nó sẽ gồm rất là nhiều những mẫu khác nhau. Thì hôm nay nó sẽ xen kẽ những cái mẫu đã lổ ok rồi và những cái mẫu hàng chưa dọn. Nhưng mà bên em sẽ là bao cho bác là bao hơi, bao điện và bao đủ đồ cho bác nhá, đủ đồ chính. Nói chung là mấy cái bài hàng chưa dọn thì bác về chỉ xúc rửa bình xăng con tí là nó chạy thôi. Đấy. Thì đợt này thì bác thế như các bác quan sát thì máy đợt này rất là phong phú, mới về bên em mới về khoảng hơn 400 cây thì đợt này máy rất là phong phú và đa dạng nhá. Nhiều loại máy khác nhau. Đấy, máy to, máy nhỏ, máy lớn, máy bé. Rồi là các hãng khác nhau đều nói chung là rất nhiều nhá. Đấy. Thì bác cần loại máy gì thì cứ liên hệ bên em nhé. Đặc biệt là các bác thợ cần loại máy gì thì cứ liên hệ bên em. Thì em có thể là quay qua cho bác xem một số máy để các bác có thể là ấy nhá. Đấy, thì bác cần loại máy ví dụ như là Mitsu, Komatsu này. Mitsu, Komatsu, Kom bướm. Rồi là Echo, Estin. Rồi các kiểu đấy. Rồi là con độc này, Hupana này. Đấy, hàng Mitsu VIP TBE này. Rồi là Mitsu này, rồi là những cái máy ví dụ như là Kom, máy 4 thì này, Echo này, Shinewa này. Đấy, con 4 thì này phải đeo xếp xuất sắc luôn. Con này khả năng đổ xăng đổ luôn. Đấy. Rồi là TH, rồi là TG, Shinewa. Shinewa shop này, con này không biết bao nhiêu rồi này. Con này có bác hỏi luôn này. Biết hai mấy? 270 luôn, 272 luôn, siêu VIP. Đấy. Rồi. Ok, THTG, Estin, Mitsu, đấy, Mazu, Mazik, các kiểu. Đấy, Echo lớn có luôn nhá, Echo lớn có luôn. Đấy, thế còn những máy rẻ, ví dụ như những cái máy rẻ rẻ này thì đây, nó rất là nhiều. Đấy. Thì bác cần loại máy gì thì cứ liên hệ bên em, để bên em soạn cho. Thì đảm bảo bác giá là cạnh tranh. Nhưng mà có điều là bên em sẽ soạn cho bác, cố gắng là soạn cho bác đủ đồ nhá. Đấy, và lựa chọn những cái con nào nó phải thật sự đẹp, xuất sắc. Bởi vì là... cái quan điểm bên em rất rõ ràng, đó là các bác về thợ về thì còn bán lại, nên là bên em sẽ lựa cho những cái con máy nó phải cực kỳ là hơi cực kỳ tốt nhá. Đấy, hình thức máy thì là đẹp ok đấy, nên các bác hoàn toàn yên tâm nhá. Đấy, thì cũng đây nữa này. Đấy, đấy, mấy Nomazu, Mazik, rồi là những cái máy lộn xộn này. Đấy, Shindaiwa các kiểu, đây là máy lớn có luôn. Nay dẫn lên cho bác hai con ba lô cho bác về tự dọn. Đấy, T180 và con Mazu 320 đóng 38. Đấy. Thế còn những cái lô ba lô đây thì có bác có thể quan sát là Echo 315, rồi là Mazu, rồi là Mitsu. Đấy. Đấy, Echo 343 này. Đấy, máy ba lô nhá. Máy ba lô rất nhiều luôn. Đấy. Rồi là ví dụ như là Mazu này, hoặc là TG này, con này TG 28 này. Đấy, rồi là đấy, thì bác có thể tự quan sát nhá. Rồi những cái xe đẩy này, xe cắt cỏ đẩy tay này. Đấy. Cắt cỏ đẩy tay có mấy con, rất là mới luôn. Đấy. Rồi ok. Thế bác cần loại máy gì thì cứ liên hệ bên em nhá. Thì cái lô máy hôm nay thì bên em đã lên cho bác cái lô máy thì cũng lướt qua cho bác xem, để ví dụ bác nào mà hay tua nhanh thì có thể là quan sát qua. Thì hôm nay sẽ lên cho bác ít cái Mazu này, Komatsu này, một cái Estin cực khủng này. Đấy. Shinewa này. Máy 4 thì này, G3K này. Đấy. À, con này là Kom này, Kom 2510. Echo, Echo trợ lực chế hay kim, Mazu 26. Rồi là cái con này là con Robin vàng. Đấy, rồi một con cắt cỏ đẩy tay cực kỳ mới luôn. Đấy. Rồi là nói chung là Mitsu, Echo hệ rất nhiều nhá. Lần này thì bên em về máy nó sẵn. Nếu bác cần loại máy hệ thì rất nhiều luôn. Đấy. Rồi là Robin này, Komatsu này, Kobuta này, đấy. Toàn những cái máy gọi là hàng tên tuổi thôi, những cái hàng gọi là nổi tiếng, đình đám nhá. Đấy, tí nữa thì em sẽ đi vào chi tiết cái lô máy này. Thế còn phần đầu chương trình thì bao giờ cũng thế. Thì bên em cũng sẽ dành một ít thời gian là giới thiệu cho bác về cái sản phẩm chè của địa phương nhá. Bởi vì chỗ em có một lợi thế rất lớn, đó là đất chè các bác nhá. Thì bác thể search trên mạng địa chỉ là ở Phú Thành, Lạc Thủy, Hòa Bình, có nông trường chè Sông Bôi. Chỗ em là cả một cái nông trường chè rất là rộng lớn nhá. Chính vì thế là các bác mua chè chỗ em là được cái giá gốc luôn, không qua trung gian. Giá thì bao cho bác là rẻ nhất trên thị trường luôn nhá. Đấy, nói chung là không một nơi nào có thể cạnh tranh được với cả đất chè các bác nhá. Đấy.
Đây thì chỗ em thì nó là giống chè tuyết thơm này bác này, búp móc câu rất là ngon luôn. Đấy bác nhìn thấy không? Đấy. Cái chè này thì bên em bao cho bác 100% là chè mới nhá, không phải chè cũ. Nên là các bác mở bao bì chè ra nó sẽ có vị thơm, là đặc trưng của chè mới các bác nhá. Đấy. Thì chè bên em uống sẽ là nước xanh vị thơm, lúc đầu các bác uống thì chát, sau nó sẽ ngọt và lưu hương nhá. Đấy. Thì đây tiện đây thì bên em cũng đang sao chè đây, em có thể quay qua cho bác. Ít cái thứ như kia là xa xa kia là cái vườn chè kìa. Đấy. Và đây là cái sản phẩm chè này. Chè đây. Đấy. À, chè mới thu hái về đây. Đấy, quay trực tiếp luôn cho bác luôn nhá. Đấy. Đấy, ok. Còn kia là cái vỏ chè kìa. Đấy bác nhìn nào, rất là xanh nhá. Đấy. Rồi. Đến đây bác có hoàn toàn yên tâm nhá, vì chỗ em là nơi tại nơi sản xuất rồi. Nên không thể chỗ nào mà thể rẻ hơn được nữa. Thì chè bên em thì có những cái loại như sau nhá. Loại thứ nhất là loại 130.000 một ký. Loại thứ hai là loại 170.000 một ký. Và loại thứ ba là 200.000 một ký các bác nhá. Đấy thì bên em sẽ ship từ 1 ký trở lên. Bác nào mà mua từ 1 đến 3 cân thì phí ship của nó rất là rẻ thôi. Chỉ có từ 26 cho đến 35.000. Đặc biệt bác nào mua số lượng nhiều trên 3 ký thì bên em bao ship luôn nhá. Trên 3 ký nó áp dụng với loại chè 130.000. Thế còn bác nào mua loại 170 và 200 thì từ 2 ký đổ lên là bên em đã bao ship rồi nhá. Nên là các bác không phải lo về chuyện phí ship. Bác nào mua máy mua chè thì bác liên hệ theo số thứ nhất. Bác nào mua chuyên về chè, đặt hàng về chè hoặc là cần tư vấn kỹ hơn về các loại chè thì bác liên hệ theo số thứ hai nhá, là số chuyên về chè. Đấy, có hai số chính như thế nhá. Đấy. Thì các bác có thể là mua uống thử nhá, thì đảm bảo các bác sẽ rất là hài lòng đấy. Rồi ok. Đấy thì ngoài cái việc bán hàng nghĩa địa Nhật nhá, thì bên em còn bán cả hàng mới nữa nhá. Hàng mới của bên em thì nó cũng rất là phong phú và đa dạng nhiều loại máy khác nhau. Thì những cái mẫu máy mới này thì bên em đã bán từ cách đây rất là lâu rồi, nên là các bác hoàn toàn yên tâm về chất lượng nhá. Chất lượng xài nó cực kỳ ổn định, nó cực kỳ ok. Đấy, những cái mẫu máy mới này thì bên em bán cho bác là đủ bộ luôn, cả máy cả cần, phụ kiện đầy đủ đi kèm. Đồng thời là bao ship cho bác luôn nhá. Riêng máy mới là bên em bao ship luôn. Đấy. Thì em đi vào chi tiết luôn này. Mẫu thứ nhất thì nó là cái mẫu rất là quen thuộc bác, đó là cái mẫu 260. Đó là mẫu máy 26cc nòng 34 ly, hiệu là Cavani. Đấy, 260 nhá. Đấy. Thì mẫu này thì nó là nó xài tum rời nhá, tum rời tum nhỏ này, tum 260 này. Cái này thì bác về gắn vừa xịt thuốc là ok luôn này. Đấy. Hàng này thì nó rất là chất lượng nhá, vì trên mẫu máy nó đều có số series hết này. Đấy. Đây đây này. Đấy. Thì cái thằng này thì em để cho bác mức giá là 1.250.000 bao ship nhá. 1.250 bao ship. Đấy. Đấy. Chất lượng thì bác khỏi phải chê nhá. Đấy, vì nó đã trải nghiệm thực tế rất là ok rồi. 1.250 bao ship. Rồi. Mẫu thứ hai này. Mẫu thứ hai thì nó là cái mẫu máy 4 thì nhá. 4 thì bác dùng xăng không thôi, không phải pha nhớt gì cả, rất là tiện luôn. Đó là cái mẫu 4 thì là CX350. Đấy. Đấy, thì cái mẫu này là nó là mẫu máy công suất lớn nhá. Đấy, công suất lớn, nó xài bố côn lớn này. Bố côn lớn. Cái thằng 4 thì này thì có đặc điểm là các bác không phải pha nhớt nhá, bác dùng xăng không luôn. Đấy. Và thứ hai là cái 4 thì nó có đặc điểm là các bác để ví dụ bác nào mà lâu lâu mới dùng ấy thì bác để lâu đến mấy thì nó rất là nhạy lẩu nhá. Bởi vì là cái chế hoặc là bình xăng con của nó đây này là nó không phải pha nhớt. Chính vì thế là nó rất là sạch, và rất sạch nên là chế nó không bị bẩn, nó không bị tắc. Chính vì thế nó rất nhạy lẩu nhá. Đấy. Thì cái thằng 4 thì nó có đặc điểm rất là vượt trội như đấy. Thì cái thằng 4 thì này giá em để cho bác mức giá là 1.600.000 bao ship nhá, đủ bộ luôn. Đấy. Xài tay ga bóp mỏ vịt. Đấy, 1.600.000 bao ship. Thấy chưa? Rồi ok. Đấy. 1.600.000 bao ship nhá. Rồi. Thì cái mẫu thứ ba thì nó là một trong những cái thuộc phân khúc hàng máy cao cấp này. Chuyên dành cho những cái bác nào gọi là phát nhiều, vườn rộng, phát nhiều, phát liên tục, hoặc là các bác đi phát thuê thì bác dùng cái mẫu này. Mẫu này thì nó là cái mẫu máy nó là công suất lớn, nó là trên 40cc cơ, và bít tông của nó là 40 ly. Đấy. Cái hàng này nó là hàng cao cấp nhá, là Toshizo 541. Thì mọi thứ thằng này nó làm đều cực kỳ dày. Thì bác nhìn tản nhiệt rất dày luôn, vỏ cực kỳ dày luôn nhá. Đấy. Rồi là nọc gió này là hai lớp này. Có chụp chụp OE bảo vệ bình xăng, chụp mũ bảo vệ bình xăng con này, các bác có thể phát được cả trời mưa luôn. Đấy, rồi là những cái đặc điểm ví dụ như là côn là có số này, côn là có số này. Đấy, mâm lửa là hãng Aibu nhá, là hãng mâm lửa rất nổi tiếng luôn. Đấy, nổi tiếng nhất luôn nhá. Rồi là những cái nhôm tay cầm và nhôm bóng cần của nó đều là loại rất là dày, dày 2 ly luôn. Đấy, thì
Thì cái mẫu này thì giá của nó là 2.250.000 nhé, 2.250.000, 2.250.000 đấy, bao ship nhé, đấy, phụ kiện đầy đủ đi kèm. Thì cái mẫu này thì hầu như là bác nào gọi là yêu cầu cao nhất thì cái thằng này nó đều đáp ứng rất là ok nhá. Đấy. Và bác có phản hồi là cái thằng này nó ăn rất là ít xăng nhá. Nó ăn rất ít xăng. Tức là so với cái loại là cùng là 40 ly thì thằng này nó ăn rất ít xăng nhá. Đấy. Nên là nó rất là ưu việt. Rồi. 2.250.000 nhá. Rồi. Đấy thì bác nào mà mua mẫu khoan đất thì cũng liên hệ bên em này. Bên em bán mẫu khoan đất này rất là nổi tiếng này, hàng Bateno này. Đấy, 520 nhá. Đấy. Thì mẫu khoan đất này thì em để cho bác mức giá là 2.400.000 bao ship. Rồi. Thế còn bác nào mà mua cái đầu bò thì liên hệ bên em luôn nhá. Thì bên em bán cả những cái mẫu đầu bò hàng mới này. Hàng mới này nó là hàng cao cấp nhá. Đấy, hàng chất lượng cao. Đấy, bởi vì là bây giờ là tình trạng cái bác dùng thì nó hỏng đầu bò rất là nhiều. Mà các bác mua những cái đầu bò bãi thì thực sự các bác thì nó rất là khó, bởi vì là nó tình vừa là cái đầu bò bãi nó cũng hỏng nữa, mới cả nó người ta mua thì thường thường là các cơ sở họ bán đầu bò rất ít nha, bởi vì là một con mày nó đang cu cu như này, nó là đồng bộ như này thì tự nhiên tháo cho bác cái đầu bò bãi bán đi thì lắp đầu bò mới vào thì nhiều bác lại không thích nhá. Đấy, lưu ý như thế. Đấy, chính vì thế là bên em nhập về cái mẫu đầu bò mới này, hàng này thì là hàng rất là chất lượng. Thì bác có thể quan sát nhá, đây là cái mẫu đầu bò mới ngày xưa này. Đấy, nó rất là mỏng, nếu bác nhìn không, nhôm rất mỏng luôn. Đấy, mà dùng nói chung là rất hay bị gãy. Đấy, nhưng mà cái đầu bò mới bên em là nó rất là dày, để bác có thể quan sát này, nó dày gấp đôi so với cả cái đầu bò mẫu cũ luôn, này mà dày gấp đôi luôn. Đấy, và nó có của những cái hãng rất là tên tuổi, ví dụ như là Echo này hoặc là Jim Kea này. Đấy, nhá. Thì cái đầu bò mới này nó có đặc điểm là nó rất là vượt trội. Thứ nhất là nó có cái chén úp ngược này. Đấy, cái chén này là chống quấn cỏ nhá. Đấy, và cái chén thứ hai là cái bảo vệ con ốc, là cái chén này là bảo vệ con ốc này. Đấy. Thế cái mẫu này thì nếu mà các bác ra tiệm thay thì nó rơi cửa đâu đó vào khoảng 200.000 nhá. Đấy. Thế nhưng mà ví dụ các bác mua bên em về tự thay thì em để cho bác mức giá là 125.000 nhá, 125.000. Đấy, sẽ có các loại mẫu khác nhau cho bác nhá. Đấy, thì bác cần loại đầu bò gì thì liên hệ bên em. Thì bên em sẽ là ship từ miễn ship từ 5 đầu bò trở lên nhá mới miễn ship được. Thế còn 125.000 là chưa có phí ship nhá. Phí ship thì nó rất là rẻ thôi. Đấy, nói chung là các bác mua càng nhiều thì nó càng rẻ. Đấy. Phí ship nó đâu đó khoảng 20-30.000 thôi nhá. Đấy, không nhiều. Đấy. Thế còn bác nào mà mua lưỡi tròn thì liên hệ bên em luôn nhá. Thì bên em bán cả những cái mẫu lưỡi tròn này. Hàng này hàng rất là quen thuộc bác này. Thì sẽ có hai loại nhá. Một loại là lưỡi tròn hàng cái loại này là loại lưỡi tròn đính hợp kim này. Đấy. Thì cái hàng này hàng Tasso này thì rất quen thuộc bác rồi. Thì bác hay dùng dòng này thì là đường kính là 255 này. Thì cái mẫu này giá của nó là 48.000 một lưỡi nhá. 48.000 một lưỡi. Thế còn cái mẫu tiếp theo đó là cái mẫu lưỡi tròn Nhật. Nhật mới, hàng này hàng Nhật mới nhá, lưu ý hàng Nhật mới. Thì cái mẫu này thì giá của nó là cũng là đường kính 255 nhá. Thì mẫu này giá của nó là 85.000 một lưỡi. 85.000 nhá. Một đằng là 48, một đằng là 85. Đấy. Và miễn ship phải từ 10 lưỡi trở lên mới miễn ship được nhá, lưu ý. Rồi ok. Thế xong cái phần máy mới với phụ tùng mới nhá. Thì em di chuyển ngay đến phần máy bãi. Máy bãi thì đây thì em cũng sẽ là đi vào chi tiết cái lô máy này. Thì cái lô máy này thì nói cho bác ngay từ đầu đó là những cái lô máy này là có nhiều con là đã nổ rất là ok rồi. Và nhiều con thì là hàng chưa dọn, nhưng mà bên em là bao hơi bao điện và bao đủ đồ chính cho bác nhá. Đấy, em hoàn toàn yên tâm. Giá thì bên em bao cho bác nói chung là nó rất rẻ. Nó chỉ xấp xỉ hoặc là ngang bằng với cả giá thợ thôi. Đấy, chờ chút nhá. Rồi, em tiếp tục nhá. Thì nói chung là cái máy này thì bên em bao cho bác nói chung là giá của nó rất rẻ. Nó chỉ xấp xỉ hoặc là ngang bằng với cả giá thợ thôi. Đấy, chính vì nó rất rẻ rồi nên là bên em chưa bao gồm phí vận chuyển nhá. Và phí vận chuyển của nó sẽ là 50.000. Nếu bác nào lấy nó sẽ là 50.000. Thế và bác nào ví dụ như chưa có phụ kiện thì bác lấy thêm phụ kiện thì bác thêm vào 50.000 nữa. Tổng cộng nó sẽ phát sinh lên khoảng 100.000 so với cả cái giá em báo nhá. Đấy, 50.000 phí ship và 50.000 phụ kiện. Đấy. Rồi ok nhá, thì em ví dụ luôn nhá. Ví dụ luôn nha. Phụ kiện thì nó sẽ bao gồm là dao, dây đeo, tích mở buji, một cái lục giác mở ốc với cả một cái bát cước. Thì cũng giống như các nơi họ bán thôi. Đấy, thì rất là tiện.
cái này gọi là để ấy cho bác nhá. Đấy. Thì em ví dụ luôn như là đây là một cái con máy Mazu này. Mazu này là Mazu 23cc nhá. Đấy, con này rất là đẹp luôn, tình trạng bình xăng còn biết nhìn đẹp, vỏ biết nhìn quá nét luôn. Đẹp tung rời luôn nhá. Mazu 23 tung rời luôn này, bác nhìn được. Đấy, ốc biếc 7 màu sáng bóng luôn. Đấy, đẹp lắm. Đấy, mai thêm cho bác cái tay lái nữa là ok thôi nhá. Đấy. 23 tung rời. Đầu này thì bác có thể tháo ra gắn xịt thuốc là cũng ok này. Đấy. Thì con này theo quan sát như em là tình trạng máy rất đẹp nhá. Đây. Thấy giật còn chặt tinh luôn. Đấy. Đấy nhá. Nguyên bản nguyên zin 100% luôn. Đấy nhá. Ok nhá. Đấy, tắt máy này, lại này. Cây giật trắng tinh này. Ok nhá. Rồi. Ok nhá. Rồi. Thì cái con này là con lô hôm nay là lô ép nhá bác nhá. Nó hôm qua nó lô E thì hôm nay nó ép. Con ép này thì là lô ok rồi này, bác chỉ tính cho bác con F1 này, tính cho bác 1 triệu nhá. Đấy. Thì bác cứ thêm 50.000 phí ship và 50.000 phụ kiện vào nhá. Đấy. Phí ship sẽ là 50.000 và phụ kiện sẽ là 50.000 nữa. Tổng con này về nhà 1.1 triệu nhá. Đấy. Lưu ý. Phụ kiện thì bao gồm dao dây đeo, tim ở Uzi, một cái lục giác mở ốc với cả một cái bắt cước. Đấy. Ở trường hợp bác nào mà nhà có phụ kiện rồi thì bác chỉ cần thêm 50.000 phí ship nữa thôi. Đấy là về đến nhà con này là 1.500.000. Mazu 23 nhá. Đấy, con này đẹp đấy. Nhìn máy hình thức đẹp. Ok. Em mai em lắp đủ đồ chính cho bác nhá. Tiếp theo này. Tiếp theo em có một con Komatsu nhé. Con này là Komatsu nên nó ghi là 231 này. Đấy. Cái này là Komatsu hàng đẳng cấp đấy. Đấy. Komatsu nhá. Đấy bác nhìn nào. Đấy, đây, nhìn chữ này. AK3 này. AA3 đấy. Nó là Komatsu đấy. Chính xác là Komatsu nhá. Đấy, tay cầm zin nguyên bản kia. Đấy, đầu bò chiến kẹp nhá. Như video nhá. Đấy, trường hợp bác nào mà muốn lên hai tay cầm thì bên em lên cho hai tay cầm nhá. Như con này là sử dụng chế là One Bro này, nguyên bản luôn, đá ngang nhá. Hơi khỏi chê. Hơi ngon lắm. Đấy, ok nhá, máy ngon hơn lắm. Đấy, con này như tình trạng máy còn đẹp nhá. Này, nhìn ốc yếc 7 màu này. Đấy. Nói chung ok nhá, hình thức máy ok. Vỏ viếc đẹp. Đấy, hơi ngọn. Đấy. Đấy, thì cái dòng Komatsu này thì nó là hàng cao tiền nhưng chứ không phải hàng rẻ đâu nhá. Nếu bác cứ để ý là Mitsu với Komatsu là hai dòng gọi là đẳng cấp, dùng là hàng hệ, gọi là hàng máy hệ thì con này nó là Komatsu 2003. Đấy. Nhá. Ok. Con F2. F2 thì con này tính cho bác 1.2 triệu nhé. 1.2 triệu được chưa? Thì bác cứ thêm 50.000 phí ship và 50.000 phụ kiện vào. Tổng con này về nhà 1.3 triệu thôi. Đấy, bình thường thì bác giá thị trường thì nó sẽ phải rơi cửa tầm 1.8 triệu đến 2 triệu nhé, không ít đâu. Đấy. Ok. Rồi tiếp tục này. Đây nhiều bác điện hỏi em có con nào khủng không? 40 ly, hơn 40 ly. Thì em có về được cái con này. Con này nó là cái con S-Steel nhá. S-Steel đời mới. FS240. Con này 240 thì như là nó phải tầm hình như là cũng là nhìn nó to, xác nó to này, nó phải tầm trên 40cc nhá. Em nghĩ nòng piston chắc phải tầm trên 40 ly. Đấy, bác có thể là tìm hiểu nhá. Tìm hiểu thông số 240 nhá, FS240 nhá. Đấy. Thì cái con này thì về tình trạng của nó là con này tình trạng về là đổ xăng là lổ luôn này. Đấy, thứ nhất là thế này. Với thứ hai là cái này nó về nó bị vận chuyển, nó bị bể cái khoảng áo chỗ này nhá. Đấy, khoảng áo chỗ này. Với thứ hai là nó về nó lại không có đầu bò. Đấy, không có đầu bò nhá. Đầu bò nhưng mà cái đầu bò con này là các bác mua mới là có nhá. Cái mua mới là có này. Đầu bò con này nó còn hình như là 26 vuông thì phải. Đấy, 26 vuông gì đấy. Đây vuông này, ti vuông này. Đấy. Thì nó tình trạng là thế. Thì cái này đầu bò con Estin này là mới là có này. Hàng này hàng mới có này. Đấy. Tay cầm đây. Đấy. Thì con này thì thôi ok rồi. Khỏi phải chê rồi. Hơi gì? Hơi ngon lắm.
ngon đấy. Rồi tắt máy. Đấy, Estin nhá, con này phải tầm trên 40 ly, trên 40 cc, to. FS240 nhá. Đấy, nguyên bản luôn. Đấy. Hình thức máy các bạn thiếu tình trạng thiếu đầu bò với cả bị bể chỗ này nhá. Đấy. Con này thì hơi ngon rồi. Quá ngon. Hơi quá ngon nổ đanh nhá. Thì công việc các bác về là các bác đặt mua cái đầu bò, đấy là ok. Đấy. Con này quá khủng rồi. Con này như là mua mới như phải tầm cũng nhiều tiền đấy, không phải dạng rẻ đâu. Đấy nha. Em nghĩ là thế. Chắc phải tầm cái hàng này em nghĩ phải tầm hơn chục triệu chứ, không ít đâu. Chưa tìm hiểu nhá, tại vì hàng mới thì bên em cũng mấy cái hàng to to thì bên em cũng không tìm hiểu, đại loại như con này còn đẹp đấy nha. Rồi, cái con này là con F3 đi, F3. Thế con này em tính cho bác là con này là 3 triệu được chưa? Đấy 3 triệu nhá. Thế bác về thêm mua thêm đầu bò nó ok thôi. Đấy nhưng mà còn nó ngon, nói chung là còn ngon đấy. Đấy. Ok. Đấy, rồi ok, tiếp tục. Em nên cho bác con tiếp theo. Tiếp theo thì con một con máy Cinewa nhá, Cinewa Shop nhá. Con này thì nhìn quá đẹp rồi, nhìn xuất sắc luôn. Bình xăng nhìn còn quá trắng luôn. À, cái con này nó xài chế chuẩn của nó là chế ga ngang quân vừa dù nhá. Quân vừa rồi hai kim luôn, siêu vip nhá. Đấy. Xin qua shop nhá. Đấy, xin qua shop tum nhôm này, thấy không? 240 nhá. 240 tum nhôm này. Cái dòng này nó tua nhanh này. Nên dòng này các bác rất ưa chuộng nhá. Đấy, nhìn nào. Đấy. Đấy, 240 made in Japan được chưa? Con này đẹp lắm. Tình trạng nó rất đẹp. Mới. Đẹp. Đây. Mới lắm, đây là trắng tinh, thấy không? Trợ lực luôn nhá. Con này có trợ lực luôn. Cinewa Shop 240 nhá. Đấy, Cinewa Shop 240. Hàng siêu vip. Đấy, cái này là cái mai thêm nắp do mình xăng vào ok thôi. Đấy. Con này đẹp nhá. Con F4 này, F4 này con này tính cho bác con này phải siêu đẹp, con tính cho bác 1.1 triệu nhá. Đấy. Con này đẹp lắm. Đấy. Ok. Rồi, tiếp tục đây. Em lên cho bác con tiếp theo nhé. Tiếp theo thì em lên cho bác một con máy 4 thì này. Đây. Nhờ bác điện bảo hỏi xem có máy 4 thì không. Thì giới thiệu cho bác hàng Honda GX25 thì bác kêu là nó cao tiền, không đủ tiền mua. Thì em lại hôm nay thì em lại giới thiệu cho bác một con cũng là máy 4 thì nhưng mà thuộc dòng Zubin. Con này thì giá nó sẽ mềm hơn dòng Honda. Đấy. Zubin, à Zabik này. Zabik là Zubin là nó đấy. Đấy tum nhôm nhá. Đấy. Cái con này nó là 25cc nòng 34 nhá, 251 nòng 34. Nòng 34 ly nhá, lưu ý nòng 34 ly. Máy 4 thì nhá. Đây này, chỗ đổ nhớt đây này. Con này tình trạng máy còn rất đẹp nhá, nhìn lốc tiếc sáng choang luôn. Đấy thì bên em đã dọn lỗ rồi và khẳng định bác là không có khói nhá. Đây. Đấy, không có khói nhá. Đấy, bác hoàn toàn yên tâm rồi. Đấy. Lại đây. Đấy, ok nhá. Rồi. Đấy. Êm nhá. Rồi. Thì cái con này nó là con 4 thì nòng 34. Quên. Cái con này là con F4 nhá. Cái F4 là khi F1 nhỉ. Hơi nhầm tí nhá. Con F4 này. Con kia F3. Con kia F3, con này F4 này, con này F5 này. F5 nhá.
Em làm con này tính cho bác, con này em tính cho bác 1.3 triệu nhá. Đấy, bác về 1.3 triệu. Đấy, bác thêm 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện vào nhá. Đấy. Ok chưa? Rồi tiếp tục đây. Em lên cho bác con tiếp theo nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác một con G3K bình xăng dưới này. G3K bình xăng dưới nhá. Đấy, con này là tem xanh luôn này, tem xanh là đời cao nhá. Đời cao G3K. Cái con này nguyên mẫu của nó là từ máy ba lô. Thế thì bên em đã lên bình xăng và lên chế hai kim cho bác luôn. Đấy, nguyên mẫu là máy ba lô nhá. Đấy. G3K thì công suất là 34cc. Nòng là 36 ly, hiệu là Komatsu. Đấy, hàng siêu VIP nhé. Đấy. Rồi, đây. Đấy. Chính vì từ máy ba lô con này tum rời tum lớn này. Đấy. Thì bên em đã lên cho bác bộ cần mới là loại dày luôn nhé, là của cái hàng siêu VIP, đó là hàng Toshizo này. Đấy, siêu VIP loại này ống cần dày 2 ly. Đầu bò thì thôi khỏi chê nhá. Đấy, mai thêm cái bộ tay cầm nữa là xong. Đấy. Chung con này thì là máy khủng, máy lớn nhá. Đấy, hàng nó nhìn là hình thức máy là đẹp đấy. Ok. Đấy. Thì nổ cho bác xem. Thì cái con này thì thạo bên em kiểm tra là nòng bạc bi tông đẹp nhá. Đấy, đẹp. Đấy, con này vừa đi rửa nước này. Đấy, chiều là nó chưa khô lắm. Đấy, ok nhá. Đấy. G3K nhá. Bình xăng dưới chế hai kim. Đấy. Ok nhá. Đấy. Rồi. Thì con này là lên cho bác bộ cần là siêu VIP này. Nguyên bộ cần này nếu mà em bán là cho bác là cũng vẽ rơi cỡ tầm 700 nghìn một bộ. Đấy, bộ cần này rất dày luôn nha. Đấy. Thì cái đầu máy này thì đã lên cho bác thứ nhất là bên bình xăng và lên chế. Nó là mạnh công suất khủng và hàng siêu VIP. Được chưa? Thì con F6. F6 thì em tính cho bác con này là 2 triệu 2 nha. Được chưa? 2 triệu 2. Đấy. Ok, tiếp tục này. Em lên cho bác con tiếp theo nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác một cái con này, nó là con hàng cũng là thuộc hàng siêu VIP đây này, nó chính là con Komatsu. Hàng này là Komatsu côm bướm nhá. Nó 2311. Có nghĩa là côm 2300 made in Japan, được chưa? Hàng Gen Lot đấy, côm bướm đấy. Đấy. Đấy, tình trạng rất đẹp nhá. Vỏ viếc nhìn đẹp này, ok này. Không bể vỡ gì, tum tiếc thì sáng này. Đấy, nhưng nguyên bản luôn nhá, nguyên bản nguyên zin luôn. Đấy. Tay cầm zin nguyên bản kia. Trên vẫn còn một cái bát cước zin, được chưa? Con này hơi rất tốt nhá, hơi thì khỏi chê luôn, hơi này. Rất ngon nhá, con này bao ngon cho bác luôn, không phải suy nghĩ nhá. Đấy, bao hơi tốt lắm, mà cái trợ lực con này rất ngon luôn, đấy, chế trước là nguyên bản luôn, này. Ngon á, con này bao ngon nhá, không ngon không lấy tiền. Đấy, côm nhá, đấy, côm 2003, côm mất su đấy, nhưng mà loại côm bướm cơ, F7 con này em tính cho bác, con này 1.3 triệu nhá, 1.3 triệu, được chưa? Đấy, hàng siêu VIP. Rồi tiếp tục đây, em lên cho bác con tiếp theo nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác một con rất là quen thuộc bác rồi, con này thì nó là cái con Mazuyama, Mazu nhá. Mazu 26 nhá, lưu ý nó ghi là 26 đây này, nòng 34 nhá. 26 nòng 34 đi. Bình xăng mình trước nhìn còn trắng đẹp này, trắng này. Đấy. Nguyên bản luôn nhá, nó nguyên bản luôn. Đấy, tùm tiếc nhìn trắng này. Đấy, này, trắng này. Đấy, tay cầm zin nguyên bản đây nhá. Đấy. 26 nòng 34, hiệu là Mazuyama. Dòng này là trong lốc nó có đóng made in Japan luôn nhá. Đấy, made in Japan trong lốc có. Đấy, ok. Thì con này thì ốc yếc 7 màu này, nhìn đẹp này. Đấy. Rồi. Hơi ngon đấy. Đấy.
Lại này hơi rất tốt đấy. Đấy, trợ lực đây. Ok nhá. Đấy, con này kiểm tra là bằng bê tông đẹp nhá. Anh yên tâm thôi, không phải suy nghĩ gì nhá. Đấy, hàng hình thức máy đẹp đấy. Rồi. Con F8. F8 này. Con này tính con này 26 cc lòng ba tư ni nhá. Con tính cho 1.1 triệu nhá. Đấy, 1.1 triệu. Được chưa? Đấy, 26 cc. Rồi tiếp tục này. Em lên cho bác con tiếp theo nhá. Đây tiếp theo em lên cho bác cái con này, nó là nhìn thì bề ngoài thì là nó hơi xấu một tí. Nhưng mà máy móc bên trong lại rất ngon nhá. Không phải là xấu đâu, bởi vì là nó cái này là chưa rửa thôi, tức là mới gọi là tạm xúc rửa bình xăng con. Đấy, nhưng mà chưa đi rửa, rửa lên là rất đẹp. Đấy, máy móc thì con này thì là hệ của con này nó là hàng siêu VIP này, nó là hàng Echo nhá, Qzit. Qzit con này hệ là 2650G này. Đấy, con này rửa đây là đẹp lắm này. Thế nhưng chùm tiếc là không chảy nhá. Đấy. Đó, chế của nó thì là chế quân vừa dầu 2 kim nhá. Quân vừa dầu 2 kim chỉnh luôn, VIP nhá. Bộ dế siêu VIP trợ trợ lực nhá. Đấy. Đấy, mà áo bô này thì nó có bị bể một cái này thì mai có thể thay cho bác cái áo bô khác là đẹp luôn. Đấy, thì con này rửa lên thì là đẹp. Đấy, đảm bảo bác luôn. Hơi thì khỏi phải chê. Đây. Đây hơi này. Nghe tiếng rất là ngon nhá. Đấy, con này không? Bao ngon không phải suy nghĩ luôn. À, vướng cái dây này thôi này. Đấy, trông này thôi nhưng mà các bác không thể đánh giá được bề ngoài nhá. Trông này thôi nhưng mà máy chạy rất ngon đấy. Thì vì hàng này nó hàng hệ mà. Đấy, hệ nhá. Đấy. Rồi, này, đây. Nhìn đằng này đấy, ok. Đấy, cần cái nhìn rất sáng đẹp nhá. Đấy. Rồi ok, vẫn F9. F9 em tính cho bác cái con này là F9 này. Thì con này nó là hàng máy hạ nhá. Thứ nhất là giật trợ lực và chế 2 kim quân bờ rồ, hiệu thì là hàng quá siêu VIP thôi. Thì con này tính cho bác 1.5 triệu nhá. 1.5 triệu, được chưa? Đấy. Đấy chưa? Lốc này nhìn là cũng sáng nhá. Đấy. Qzit tiếp tục này. Em lên cho bác con tiếp theo nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác một con thuộc dòng Mazuyama nhá. Mazu con này 26 luôn. Đây, 26 cc đây, lòng 34 ni nhá. Con này lòng 34 ni luôn. Đấy. Bít tông 34 ni. Con này tìm đã tum tiếc nhìn đẹp này, vỏ viết nhìn ok sáng này. Đấy. Lại thêm cái nắp này nhá. Đấy, tay cầm zin nguyên bản đây. Đầu bò vẫn còn một cái bát cước bên trên. Đấy. Cái con này thì tình trạng máy rất ok nhá. Đây. Bây giờ cắn tinh trợ lực luôn nhá. Ngon nhá. Đấy, êm ấy, máy chạy xuống. Êm. Đấy. Trợ lực luôn. Chạy con trắng nhá. Đấy. Ok. Thì con Mazu 26 cc 34 ly F10. Con này đẹp đấy, F10. Con này em tính cho bác 1.1 triệu nhá, 1.1 triệu luôn, được chưa? Đấy, hay thêm cái dòng mình xăng. Đấy, 26 cc nhá. Rồi tiếp tục này. Em lên cho bác cái con này là tình trạng là bên em con này là về là nguyên mẫu của nó là về như này nhá, và tình trạng của con này là về là đổ xăng thử nổ luôn nhá. Đấy, chưa can thiệp gì luôn, tức là đổ xăng và nổ luôn. Đấy, con này chính xác của nó là con Zabik 2560 made in Japan, được chưa? Thì cái con này nó là lòng 34 ly nhá, lòng 34 ly. Đấy, lòng 34 ly. Con này tình trạng nhìn thấy vỏ rất đẹp luôn. Đấy, bình thường cái dòng này nó hay bị gãy cái vỏ chỗ này lắm này, nhưng mà con này không bị nhá. Đấy. Mà cái bình xăng nhìn rất trắng luôn. Đấy, đây nhìn đằng này tổng thể này. Đấy, rất đẹp. Mà cái con này nhìn cái mặt tum nó rất đẹp luôn. Đây, tum của nó nhìn sáng này, không bị chảy sơn tí nào luôn. Tum nhôm nhá,
không lo bị cháy tum nhá. Đấy. Đấy, tay lái zin nguyên bản đây. Đấy, 25-60 trên hạn con bạc cầm bát bát cước luôn. Đấy. Đấy. Thì cái con này thì là đổ xăng đổ luôn thì là ok rồi. Quá xuất sắc rồi. Đấy, đây là tinh, đây là trắng có trợ lực luôn nhé. Đấy. Đấy, bắt cước quay xe gió luôn. Đấy, máy phục 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 luôn nhé. Đấy. Đấy. Đó, ok nhé. Thì cái con này nó rất ưu việt nhé. Rất ưu việt ở chỗ cái dòng rô bin bây giờ nó hay sản xuất cái loại này. Ngon lắm, đẹp mới lắm. Ok. Thì con này bao đẹp cho bác nhá. Đấy, máy này khỏe nữa, nòng 34. Đấy. Dép 11 nhá. Thế bác nào lấy thì mai bên em chỉ có đi rửa vệ sinh thôi. Rửa xà bông sạch sẽ cho thôi. Ok. Thôi tính cho bác 1.1 triệu nhá. Đấy. Đấy bao đẹp. Không đẹp không lấy tiền. Đấy nhá. Rất ok. Thấy chưa? 1 triệu. Mới lắm. Rồi. Tiếp tục này. Em lên cho bác con tiếp theo nhá. Tiếp theo em lên cho bác cái con này mới là con mới này. Con này nó là một cái con cắt cỏ đẩy tay. Đấy, tay thì bác xem nguyên mẫu của con này nó là hai bánh to này. Hai bánh to rất đẹp luôn này. Đấy, với thai là nhìn bánh xe nhìn còn rất đẹp nhá. Đấy, lốp riếc này. Gai riếc các kiểu này. Với thứ hai còn một cái lốp ở nữa đằng này nữa này. Lốp đằng này là di chuyển này. Đấy, tức là có 3 bánh. Đấy. Đấy, cái con này nó là chế độ là ga của nó đây. Đấy. Đấy, nhìn tổng thể con này nó sẽ như thế này nhá. Như thế này này. Đấy, mà có cả con này rất mới nhá. Nó còn có cả thìa khóa ở đây nhá. Thìa khóa này, tắt mở. Đấy. Ga này, đấy, rất cơ động luôn. Nói chung đẹp lắm, con này mới lắm. Con này động cơ của nó là hàng này nó là hàng tàu xuất Nhật nhá. Nó là hàng tàu xuất Nhật nhưng mà tình trạng còn mới lắm này. Bên em chưa rửa gì đâu nhưng mà nó nhìn nó còn mới này mà, nốc tiếc sáng choang. Đấy nhá. Đẹp lắm. Không biết là gì nhưng mà rất đẹp. Thì con này thì đầu này rất đa năng này. Đấy, này. Đấy. Đấy, ok. Đấy, đẹp nhá. Thì dĩ nhiên là nhìn tổng thể nó đẹp thế thôi. Đây là trắng tinh luôn. Chưa rửa dọn rửa nhưng dây giật trắng tinh. Đấy nhá. Đấy, bác bật công tắc đây. Đấy, cái gì đấy? Nó cũng đại loại thế. Đấy, ok nhá. Ga này, ga đây này. Thấy không? Đấy. À, bô đen xì luôn, bô đen xì luôn. Đấy, mới lắm. Phải nói là cực kỳ mới luôn, không phải mới đâu nhá. Đấy. Cho lực luôn nhá. Đấy, trợ lực luôn nhá. Đấy, nói chung con này mới lắm, phải mới 90%. Đấy. Đại loại thế nhá. Là động cơ là con này trên 40cc. Bít tông 40 ly nhá. Đấy. Rồi, nhìn cái bánh là uy tín rồi. Quá đẹp, xuất sắc. Rồi, F12 nhá. F12 con này quá đẹp. Con này em tính cho bác 1.6 triệu nhá. 1.6 triệu. Rồi, hàng rất đẹp. Cắt cỏ đầy tay. Đa năng, đầu kia bác thể là hoàn toàn thể tháo ra để gắn vào những việc khác rất ok nhá. Rồi tiếp tục này. Em chuyển sang con tiếp theo nhá. F16 ạ. F13 thì nó lên cho bác cái con này thì là một con rất quen thuộc bác ơi. Con này là Mitsu này. Mitsu TL23, nó ở đây nó ghi là Zubi. Đấy. Con này thì nó là TL23. TL231 luôn, hàng siêu VIP này. Đấy, tung liền nhá, tung liền. Đấy, tay cầm zin nguyên bản đây. Đấy, ok. Con TL Mitsubishi TL231 nhá, nó ghi là Zubi. Bác bơm xăng rồi. Kéo le lên. Con này máy móc thì ok đấy nhưng mỗi tội hình thức thì hơi xấu một tí nhá.
Hình thức thì cái chỗ này là hơi hơi bạc màu này, nhưng mà nó lại thuộc dòng VIP nhá, mà máy 23 luôn đấy, 23 rồi, Mitsubishi F13 luôn, F13 nhá. Con này em tính cho bác, con này hình thức xấu nhưng mà máy ngon, tính cho 950 nhá. Đấy, được chưa? Máy ngon đấy, 950. Ok. Rồi tiếp tục này, F14 này. 14 thì nên cho bác cái con này, cho bác về tự dọn này. Cái con này nó là cái con Cinewa Shop nhá, Cinewa Shop hàng đời mới đây này. Con này xài bộ chế là OneBro 2 kim luôn, siêu VIP nhá. Đấy. Đấy, con này thì nhìn nó máy còn về nó còn ướt ướt như này mà. Đấy, 220. 220. Đấy. Đấy, tay cầm zin nguyên bản ở đây nhá, đầu bò bao đầy đủ chén kẹp nhá. Đấy. Thì cái con này thì con này về nó bị rách vú bơm nhá, rách vú bơm. Đấy. Lại là nó gần muốn nổ rồi. Các bác phải xúc rửa chế thì là chạy thôi. Đấy. Nó gần gần muốn nổ. Nhá. Ướt lắm, máy nhìn còn ướt át lắm. Đấy nhá. Đấy, con này là Cinewa Shop 220, bao hơi bao điện nhá. Và bao đủ đồ. Đấy, F14. Con này em tính cho bác con này là tính con này 800k nhá, các bác phải tự dọn nhá. Đấy, con này nhìn máy còn ướt lắm, đẹp. Chế 2 kim quân vừa rồi luôn. Đấy. Ok. Rồi tiếp tục này. Em lên cho bác con tiếp theo nhá. Tiếp theo em lên cho bác một con thuộc dòng siêu VIP này. Con này là con Komatsu nhá, Komatsu cô bướm 2511EZ. Con này nòng 34 ni này. Đấy. Cái con này tình trạng về là đổ xăng nổ luôn nhá, như ý là đổ xăng nổ luôn. Đấy. Máy thì cái này là rửa lên là đẹp thôi này. Đấy, bác nhìn bình xăng nó còn rất trắng này. Đấy, rửa lên rất đẹp nhá. Đấy, thứ hai là vỏ nó không bể vỡ gì nhá. Vỏ này không bể vỡ gì nhá. Đấy. Tum đằng này nhìn còn trắng nhá. Đấy, thấy không? Đấy, này, trắng nhá. Đấy, nói chung rửa lên thì bác không nhận ra được luôn, nó đẹp lắm. Đấy. Đấy, mai em sẽ thêm thay cho bác cái tay gãy kia đi. Đấy. Đấy, cái con này thì là đổ xăng đổ luôn thì là ok rồi, chế ra ngang quân bởi rổ. Thôi quá ngon rồi. Đây. Siêu VIP nhá. Đây, đây, cởi nhẹ bác này. Kéo này. Ô dây giật thì còn trắng nhá. Đấy. Êm á. Nhá. Thì con này nòng 34 ly nhá, lưu ý nó nòng 34 ly đấy. Nó này rửa lên là đẹp lắm đây này. Đấy, bác nhìn là không biết bác nhìn nào nhưng mà nhìn nó mới nhìn nổ ra vẻ rất đẹp. Đấy. Nòng 34 ly F15. Con này em tính cho bác là 1,5 triệu nhá. Đấy, 1,5 triệu. Đấy, ok chưa? Komatsu nhá, nòng 34 đấy, hàng siêu VIP đấy. Rồi, rửa lên bao đẹp bác không nhận ra luôn nhá. Đấy, bác nào lấy mai vệ sinh sạch sẽ cho. Rồi tiếp tục này. Em lên cho bác con tiếp theo nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con này, nó là con Komatsu này. Kom 2003 này, BC 2003 này, Made in Japan này. Đấy. Con này thì tình trạng là chế ca ngang quân bật dồ này, thì tum tiếc các kiểu này, nhìn đấy, ok. Vỏ hơi bị dập một tí do vận chuyển. Đấy, nhưng không sao nhá. Cái này cũng không ảnh hưởng gì đâu. Đấy, tay cầm zin nguyên bản đây. Đấy. Ok, cái con này thì nói chung là bao hơi bao điện cho bác nhá. Hơi ngon lắm. Hơi. Bực bực luôn. Đấy. Đấy. Bao hơi bao điện nhá. Đấy. Rồi. Thực ra thì gọi là bao hơi bao điện thôi nhưng mà thực ra là cái con này là nổ lổ rồi. Nhưng mà bên em vừa mang đi rửa. Rửa đi nhá. Rửa đi thì nó bị ướt. Nên là nó chưa nổ. Nếu con này để khô là nổ thôi nhá. Nó túm lại là con này bác về chỉ phải xài thôi. Đấy, nó khẳng định là thế thôi. Ôi quá ngon. Đấy. Nhớ. F16. F16 nhá. Con này vỏ hơi bể vỡ này. Thì em tính cho bác con này là 1,1 triệu nhá. Máy đã nổ ok rồi. Nói chung các bác phải sẵn xài luôn thôi. Nhá. Đấy. Rồi ok. Tiếp tục nhá. Em lên cho bác con tiếp theo. Tiếp theo thì em lên cho bác một con S-Tin.
FS86. Thì con này là, nếu không nhầm thì là công suất của con này khá là lớn, nó lên tới khoảng tầm gần 30cc đấy, không ít đâu. Đấy, là túm lại là nó thuộc dạng máy lớn đấy. Thì mai em sẽ thêm cho bác cái lắp bình xăng nhá. Đấy, lắp bình xăng. Đấy, con này nó là tum rời nhá. Con này tum nhỏ, tum rời này. Đấy, mặt tiền. Đấy. Vỏ con này không bể vỡ gì nhá. Đấy, con này ok đấy. Nhìn này là đẹp đấy. Riêng cái giống này là, riêng cái giống cái con này nhìn về thường thường nó hình thức nó rất xấu. Mà được như cái con này lại là đẹp nhá. Đấy, nhìn thì này thôi nhưng mà lại là đẹp. Thì đại loại là cái con này nó là tum rời. Hơi thì khỏi chơi luôn. Đấy. Hơi pưng pực luôn nhá. Đấy. Đấy. Dòng này gọi là estin mặt sắt nhá, estin sắt. Dùng bền lắm. Đấy, hơi bao ngon nhá, bao hơi bao điện nhá, bao đủ đồ cho bác nhá, nó đủ đồ sẵn rồi. Trên vẫn còn cái lưỡi, vẫn còn chấn kẹp đầy đủ nhá. Đấy. Rồi ok. F17 con này là estin lớn đấy. Estin lớn này tính cho bác là 1 triệu có thể tính 1 triệu 1 về tự dọn nhá. Đấy, tự dọn. Được chưa? Tự dọn. Nó lên chế ngang chế nghiêng cái tùy các bác. Đấy. Thế còn trường hợp bác nào ví dụ là không biết dọn thì bác cứ thêm từ 100k cho đến 200k thì mới em dọn cho. Như cái con này là phải thêm vào 200k vì lý do là lên chế ngang, lên chế hai kim. Thì các bác có thể tưởng tượng là lên chế ngang thì nó sẽ mất một cái thím nhôm này, một con chế này, một cái lắp bô e này, dây xăng này, tiêu cốc nọc này, các kiểu này. Đấy, nó chi phí công thợ làm này, nó rơi cỡ tầm 200.000 nữa. Ví dụ con là 1.1 triệu thì nên chế ngang nó phải rơi cỡ 1.3 triệu. Đấy. Đấy, ok nhá. Rồi. Tiếp tục đây, cũng tương tự như thế. Em có con tiếp theo là một cái con máy cực kỳ trâu bò, hàng chưa dọn. Nhưng mà bên em bao hơi bao điện. Nó chưa có Robin. Robin là B26 nhá. Dòng Robin này gọi là Robin mặt sắt này. Robin sắt này. Đấy. Mấy con này nó lại xài chế chuẩn của nó là chế ngang ngang luôn này. Đấy, thấy không? Đấy, cái tin sắt. Đấy, đây, thấy không? Đấy, cái này nó chung là bắt rửa lên nó đẹp thôi. Robin. Đấy, dòng này bền lắm này, siêu bền luôn. Đấy. Để mai thêm cho bác cái tay lái nữa nhá. Đấy, ok. Thì cái con này thì bác về bác nào ví dụ xúc rửa chạy được thì chạy, không thì nắp cái chế ngang là chạy thôi. Hơi thì quá ngon luôn. Hơi bực bực luôn nhá. Đấy. Đấy. Hơi quá ngon. Hơi chắc địch. Rồi. Bực. F18. F18 cái này tính cho bác 1.2 triệu về tự dọn nhá. Đấy, tự dọn. Được chưa? 26, Robin 26. Chế ngang này. Đấy, chế ngang. Đấy. Ok nhá. Rồi, tiếp tục. Em lên cho bác con tiếp theo. Tiếp theo thì em lên cho bác một con thuộc dòng siêu VIP. Đó chính là cái con, đây bác có thể, đây là ghi là Kobuta, nhưng mà máy này thực chất của nó là máy Komatsu nhá, Komatsu cô bướm. Đấy, nên mà là thương hiệu là mang thương hiệu là Kobuta. Đấy. Hàng Kobuta này thì gọi là hàng quá là VIP rồi. Đấy, nó này nhìn rất đẹp luôn. Màu xanh này. Màu xanh rất đẹp nhá. Đấy, với thứ hai là cái tùm này nhìn rất uy tín luôn. Quá đẹp. Tay cầm này kia này. Đấy, nói chung đẹp lắm. Đấy. Thì cái con này thì hơi này, hơi quá ngon luôn, trợ lực nhá. Đấy. Con này nó bị rách vú bơm nhá, nếu mà nó không bị rách vú bơm là khả năng đổ xăng là lổ luôn thôi. Đấy nhá. Đấy. 26 nhá, 2611 EZ hàng siêu VIP. Chưa mưa to đâu. Rồi ok. Con F19 nhá. F19 con này em tính cho bác là 1 triệu 6 nhá, các bác phải tự dọn nhá. 1.6 triệu tự dọn. Rồi. F20 này. Chưa mưa đâu, mưa là mưa bóng mây. Bóng mây này. Tiếp tục nhá. Tiếp tục thì em lên cho bác con tiếp theo là con Zubi này. Zubi hay là Mitsu TL20 là con này này này. Chính là nó nhá. Đấy. Con này nhìn là ok này bác này, nhìn vỏ viếc nhìn đẹp này, rửa lên nó đẹp lắm này này. Đấy, tay cầm tay nghiêng zin nguyên bản đấy nhá. Đấy. Cùi kẹp bao đầy đủ, hơi chắc địch luôn. Đấy, hơi chắc lắm. Đấy. Máy ok nhá. Mitsu TL20 đời Zubi nhá. Đấy. Đấy con này là con F20. F20 nhá, bao hơi bao điện nhá. Bao đủ đồ nhá, bao đủ đồ chính nhá. Con tính cho bác con này là 900k nhá, bác phải tự dọn nhá. 900k phải tự dọn. Rồi tiếp tục này. Em lên cho bác con tiếp theo F21 nhá.
21 thì em lên cho bác cái con này thì nó là thuộc dòng siêu ngon rồi. Con này nó là con Robin này. Con Robin nó ghi là 25cc nhá, nhưng mà con này nòng 34 ly này. 25 là nòng 34 nhá. Như ý nòng 34, mà cái con này nó hay ở chỗ nó có cái chụp giật trợ lực to này. Rất là uy tín luôn. Đấy. Con này thì nhìn vỏ viết bác về rửa lên là đẹp lắm đây này. Đấy, nhìn đẹp lắm. Con này nhìn cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Đấy. Đấy nhá, mai thêm bác tay cái tay cầm nó ok thôi. Mà dây giật con này còn trắng tinh à? Vú bơm là rách này. Vú rách. Đấy. Đây. Dây giật trắng tinh luôn. Đấy, con này bao đẹp nhá. Cả trợ lực luôn. Đấy. Ok. Con F21 nhá. Con này em tính cho bác con này là con này bao đẹp nhá. Con này tính cho 9 chấp ca, bao đẹp. Về tự dọn nhá. Đấy. F21 này. F22 này. F22 thì em lên cho bác cái con này, nó là con máy lớn này. Con máy lớn nó là con Mazu. Mazu nó ghi là 3230. Có nghĩa là con này là 32cc nhá. Đấy. 32cc mà cái con này là về tình trạng nó còn rất đẹp luôn này. Thấy ba lô nhá, dây giật này. Đấy. Bên thứ hai là nhìn cái nó bình xăng trên, mà trên nó còn có ít xăng này. Cái này là còn ít xăng này. Đấy. Nhìn đẹp lắm. Và tum lớn nhá, con này tum lớn này. Mazu 30 là 32cc. Nòng con này 38 ly, xài tum lớn nhá. Tum lớn, nòng 38, tum lớn. Đấy. Đấy, tum lớn nhá. Đấy, và dây giật nó dây nó còn đẹp lắm này. Đấy. À, đấy. Nói chung là đẹp, bao đẹp các bác luôn. Con này không phải suy nghĩ nhá, bình xăng còn trắng lắm này. Đấy. Hơi thì khỏi chê luôn, hơi này. Đấy. Đấy, mà còn ít xăng luôn đấy. Xăng Nhật đấy, chơi. Đấy. Rồi. F22 nhá. F22 con này em tính cho bác là 1 triệu con này tính cho bác 1.6 triệu về tự dọn nhá. 1.6 triệu về tự dọn, 1.6 triệu về tự dọn nhá. Đấy, F22. Đấy. F23 này. F23 thì lên cho bác cái con này, nó là con này là con Mitsubishi nhá, T180, công suất là 33cc, nòng của nó là 30 như con này nòng 37 ly phải. À 36 ly, nó 36 ly nhá, không phải 37. 36 ly. Đấy. Thì cái con này thì nó là máy ba lô này. Đó, ba lô nhá. Đấy. Con này cũng là tum lớn luôn. Tum lớn tum 330 430 gắn vừa hết. Đấy. Thì con này thì giờ đây. Đấy. Đấy. Cần ba lô nhá. Đấy. Thì hơi của nó rất ngon. Hơi thì khỏi chơi. Đấy. Đấy. Thì con này thì bác phải tự dọn nhá. Thế mà ví dụ cái vỏ này nó bể thì mai em thay cho bác cái vỏ khác nó em có nhá. Đấy. Đó, ok, bao đẹp. F23 nhá. F23 thì em tính cho bác con này là 1 triệu con này em tính cho 1.2 triệu về tự dọn nhá. 1.2 triệu về tự dọn. Đấy. 1.2 triệu về tự dọn. F23. Rồi. Nên cho bác nên cho bác hai con nữa cho nó đẹp, cho nó là nghỉ. Thì đây có con này nhìn đẹp này, con này là con Robin 22cc nhá, made in Japan 22. Con này thì khả năng bác đổ xăng đổ luôn, hay vú bơm chưa rách này, vúi bơm viên két này, con này khả năng đổ xăng đổ luôn thôi, 90% luôn. Đấy, nhìn lốc máy những miếng nhìn sáng đẹp này. Đấy, Robin nhá. Đấy. Tay cầm zin bản kia, đầu bò bao đầy đủ chén kẹp cho bác nhá. Đấy. Này hơi tốt lắm. Đấy. Đấy. Khả năng 90% đổ xăng đổ luôn nhá. F24. Con này em tính cho bác con này là 800k, các bác phải tự dọn nhá. Đấy, con này bao đẹp luôn. Đấy, F25 này. F25 em có con này mới còn đẹp này. Con S-Stin này. S-Stin FS20. Mà con này còn nó mới phải mới 90%. Đấy, mình xăng. Mới lắm. Nhìn lốc này. Sáng choang luôn. Đấy. Đẹp lắm. Đấy, chế ngang này. Vú bơm chưa rách luôn. Đấy, con này khả năng đổ xăng đổ luôn này. Đấy, tum nhìn thằng này đẹp luôn. Tum nhôm nhá. Đấy, đẹp lắm. Đấy, trên vẫn này. Nói chung con này bao đẹp luôn, không phải suy nghĩ nhá. Đấy, hơi. Con này bao đẹp luôn, không phải suy nghĩ luôn. F25. F25 bao đẹp. F25. Con này em tính cho bác con này tính cho bác 850 nha các bác, về tự dọn nhá. 850 về tự dọn. Rồi, lên tạm cho bác 25 con. Thì video đến đây là dài thì em xin kết thúc video tại đây nhé. Nếu bác mua hàng thì liên hệ với em theo số là
0973 nhé, 931442. Rồi, cảm ơn các bác xem video. Chúc các bác và gia đình có một buổi tối là vui vẻ và hạnh phúc. Rồi, cảm ơn các bác xem video.